cũng như các phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh yêu mến. Để như các hầu lễ cũng như các hoạt động trong đêm nay được diễn ra thành công, ban tổ chức rất mong quý phụ huynh ngồi xa đến vị trí trước sân khấu, tránh xa khu vực nghệ thuật và nhất là không đi xa ra khu vực phía sau sân khấu hoặc hai bên khán đài để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của ban tổ chức. Rất mong được sự hợp tác của quý phụ huynh và các bạn học sinh. Ngay bây giờ xin mời tất cả cùng ổn định các bộ phận có liên quan chuẩn bị để tổ chức nghi thức cầu lửa. Nghi thức của hội trại mừng Đảng mừng Xuân trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm xin được phép bắt đầu.
Hãy vui mừng lên đi, hãy vui